Rồi, mình chào tất cả các bạn nha. Thì đây là mấy cái con cá lóc đồng của mình nha các bạn. Mấy con cá lóc đồng bữa mình mua ở bài tiệm cá cảnh đó các bạn. Đó thì cũng do có mấy bạn hỏi thăm mình ha, về mấy con cá lóc đồng của mình khi mình quay cái chuồng mà mình nuôi cộng đồng các bạn. Đó đây, thì bữa mình là tuyển chọn được 4 con đó các bạn. Đó 4 con khỏe mạnh mình nuôi trong cái chuồng này đó các bạn. Đó mình nuôi cộng đồng nha các bạn. Đó thì cũng thời gian qua thì cũng có khá nhiều bạn hỏi thăm mình về mấy cái con cá lóc mà cá lóc size nhỏ các bạn. Đó size cỡ này nè, nó size khoảng size 3, size 4 hoặc size 2, size 3 các bạn cm đó. Đó thì mình cho nó ăn cái gì á thì mình chỉ cho nó ăn trùng chỉ thôi nha các bạn. Trùng chỉ hoặc là sâu gạo các bạn, sâu quy á. Đó. Đây, hôm nay mình sẽ cho nó ăn rồi mình quay cho bạn xem luôn nè. Đó, hôm bữa giờ cũng có nhiều bạn hỏi mình về cái mấy cái con cá lóc đồng của mình nè. Đây các bạn, đó. Cá lóc này mình đang nuôi cộng đồng đó các bạn. Đó. Bạn thấy không? Nè, cũng khá là ăn nha các bạn. Đó thì cá lóc đồng mình nuôi cũng thú vị lắm nha các bạn. Nó cũng giống như cá lóc cảnh thôi. Đó, cũng ăn nha các bạn. Đó. Đây các bạn thấy không? Nè, đó. Chút xíu mình sẽ cho nó ăn, mình sẽ nhử nó trước nha các bạn ha. Đó. Đây này, thấy nó bù rồi. Nè. Đó, cũng dành ăn dữ lắm nha các bạn. Đó. Thì mình nuôi chung như vậy các bạn. Đó thì nó cũng cắn nhau nha các bạn. Cũng cắn nhau nha. Đó, cũng cắn nhau nha chứ không phải là nó không cắn nhau nha các bạn. Cắn nhau dữ lắm nha các bạn. Tại nó dành ăn với lại con lớn với con nhỏ cắn đâu nữa các bạn. Đó, cái con này nó ngừa nó thon thon giống như cái lóc vây xanh con nha các bạn, thấy không ạ? Thấy cái vây lưng trên lưng cũng đậm đậm nữa các bạn, thấy không? Đó. Nhưng mà mình không biết phải không nha các bạn. Tại mình để nuôi thêm thời gian nó coi, tại cái đầu nó khác với con kia. Nó mới còn nó lạng lạng đâu hết chưa. Đó, mình dụ nó qua đây cái. Đó, đó. Thì mình cho nó ăn thử cục trùng chỉ nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó ăn không? Đó, con kia ăn chạy vô vòng rồi kìa các bạn thấy không? Và để mình lau cái hồ kính kia nha các bạn. Coi nó như nước nó dính kìa. Ok, ít quá. Đó với lại cái hồ kính của mình nó bị chày nhiều quá các bạn. Đó thì các bạn coi bạn thông cảm mình nha. Tại cái màn hình nó hơi không được đẹp xíu, tại cái hồ kính mình nó không có được đẹp á, nó bị chày các bạn. Đó. Mấy con kia đang dành ăn trong kia các bạn, cái cục dùng chỉ nãy. Có con này nó đứng ngoài đây nè. Đó. Cũng thú vị đó nha các bạn, nó cũng cá lóc này nó cũng hăng lắm nha các bạn. Nó hăng như là cá lóc cảnh vậy thôi. Nó tại vì mình bữa giờ mình không có mở đèn á, để nãy mình mới mở cái bóng đèn lên để mình quay cho bạn xem á thì nó hơi nhát chút xíu nha các bạn. Chứ bình thường là rất là hăng, rất là sung luôn nha các bạn. Đó, tại cái chuồng này mình không có xài bóng đèn á. Đó, mình chưa mua được cái bóng đèn cho cái chuồng nuôi cộng đồng này. Đó, nên nó không được hăng lắm. Đó. Còn nó ra nữa các bạn. Đó, tại vì mình mở cái bóng đèn lên nó chóa cái này nãy nó nhét. Đó, giống như mấy con cá lóc bông bữa mình nuôi các bạn. Đó, mình mở bóng đèn lên là nó nhét à. Đó. Vài bữa nữa mình sẽ bỏ cái con cá lóc bông vô như trong cái hồ cộng đồng luôn các bạn. Tại mấy con cá lóc bông nó cũng lớn rồi. Đó, cái hồ mấy hồ chật chật bữa cũng khá là chật rồi. Đó, nó ra nữa đâu các bạn. Đó. Đó 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 ra nè. Tiếc cái là mình không có để có bóng đèn trong đây. Bữa nếu mình để bóng đèn thì nãy giờ nó cũng hăng lắm các bạn. Đó. Mình tắt đèn là nó rất là hăng, tại mình mở bóng đèn lên nó hơi nhét. Đó, nhưng mà nó cũng đó đó các bạn thấy nó cũng ra nó ăn ngồi đó các bạn. Đó, cũng thú vị lắm nha các bạn. Đó, đây mình thả cùng chỉ vô nha. Đó, đó này nó chạy vô trong các bạn thấy không? Đó. Đó, bữa giờ mình chỉ cho nó ăn trùng chỉ thôi các bạn. Đó, chưa tập cho nó ăn sâu các bạn. Mấy con này nó cũng háo ăn lắm, bỏ cái gì nó vừa miệng nó ăn các bạn. Có bạn nào hỏi nó ăn được con cỡ nào thì các bạn cứ lựa thức ăn nào mà cỡ cái miệng đó. Nó vừa miệng nó là nó sẽ ăn đó các bạn. Ở máy bay đang bay ngang mình xin ngưng máy xíu nha các bạn. Đó. À, cũng còn dành ăn đó các bạn. Nãy giờ mình mới bỏ chút xíu thôi, các bạn thấy nó ăn cái bụng nó đó no con cái bụng tròn các bạn thấy không? Nè. Đó. Nhưng mà mấy con cá lóc đồng này mình thấy là nó phát triển chậm hơn mấy con cá lóc bông nha các bạn. À, bữa mấy cái cá lóc bông nó chịu ăn á thì nó mau lớn hơn mấy con này các bạn. Mình thấy mấy con này mình cũng cho nó ăn bình thường như hai con cái cá lóc bông rồi, nhưng mà mấy cá lóc bông này phát triển rất là to các bạn. To lắm rồi. Đó, nên cái hồ của mình nuôi thì nó chả bị chật các bạn. Đó. Thì vài bữa đó mình sẽ di chuyển nó qua một cái hồ mới ha. Đó, để mình thả mình cùng chuẩn chỉ vô nữa nha các bạn. Đó, bạn thấy nè. Rất là háo ăn luôn nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, có nhiều bạn hỏi mình cho ăn các con được không các bạn. Đó thì cái nào vừa miệng nó ăn thôi các bạn. Ha, các con thì mình cho nó ăn cũng được nhưng mà thì thấy nó hơi tội xíu ha. Tại các con mình thường mình cho mấy ăn các bảy màu con thì nhìn nó tội lắm các bạn. Đó bạn nên cho ăn trùng chỉ vậy nè. Đó trùng chỉ nó mau lớn ha. Là nó cũng dễ tiêu hóa nữa các bạn. Bởi vì mình nuôi mình thấy cho ăn trùng chỉ không à. Đó bạn thấy con nào nó ăn cái bụng nó nọt nóc bạn ha. Đó. Khá dễ thương luôn.
Đó, nhưng mà cái nó lớn thêm xíu nữa là nó sẽ cắn lộn dữ lắm nha các bạn. Cỡ mấy mai mà cỡ nhỏ này nó cắn nhau các bạn, dí nhau cắn dữ lắm các bạn. Đó, do mình không có hồ mà có kích thước cái này mà nhiều á nên mình chỉ nuôi cộng đồng vậy thôi. Đó. Còn mấy cá lóc cảnh thì mình sẽ nuôi riêng từng con các bạn. Đó. Thì hôm giờ mấy cái con cá lóc bay xanh đột biến của mình á thì mình cũng đang thuần đó các bạn. Đó, nó cũng đã lanh từ từ rồi. Đó, để hôm nào mình sẽ quay cho bạn xem ha. Đó. Gặp cho bạn xem để nó lớn xíu nữa bạn, bởi tại bữa nó nhỏ quá xíu à, nhỏ hơn mấy con này nữa bạn, bữa mình so thì nó nhỏ hơn mấy con này nữa nha. Đó, size nó nhỏ quá, nó mới có size 3 thôi. Đó, mình cho nó mình thả thêm mê cục trùng chỉ vô nữa nha bạn. Đó, nó con này chạy ra nè. Đó, bạn thấy nó ăn không, mấy con này cá lóc này tháo mỏi bạn, tuy nó ăn no cái bụng nó tròn do bạn mà nó cũng vẫn ăn nữa bạn, vẫn dành ăn nữa bạn. Đó. Tiếc là cái tự nhiên nãy mình mở bóng đèn lên cái nó nhát đi các bạn, chứ mà không có mở bóng đèn á thì nó rất là hăng, nó chạy theo nó táp cái mỏ các bạn, nó táp dữ lắm. Đó, chui ra nè, chạy ra nè. Đó, cái con đèn đèn nãy đâu có tiêu ta. Đó, cái con đó mình thấy cái vây nó đậm hơn mấy con này các bạn, có mấy con cá lóc đồng này thì cái vây nó nhạt nhạt, nhưng mà mình thấy có riêng cái con nãy, cái con đèn 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 nãy là cái vây nó đậm bạn. Đó, mình không biết vậy cá lóc bị xanh không, tại vì cá này mình mua này nó nè đó bạn, mình mua tiệm cá cảnh á, cá lóc mồi bạn, người ta vớt đại rồi chứ không phải là người ta nuôi cho nó đẻ bạn, người ta vớt ngoài đồng hoặc là người ta mua ở dưới cái trang trại nào đó bạn, nên lộn xộn tùm lum á, nên mình biết hoặc là có phải là cá lóc bị xanh con hay không ha, thì mình nuôi để thử thời gian nữa coi. Còn nó lớn lên nó có khác nha các bạn, tại mình thấy cái vây nó đậm hơn mấy con này vây lực nhất các bạn ha. Các bạn thông cảm là tại mình đang để cái hồ trong kẹt, trong kẹt trong góc kẹt á, mình không có cầm cái máy mình quay tới quay lui cho bạn xem, mình đang để cố định trong chân quay á. Đó, mình để cố định một chỗ á, chứ mình không có quay tới quay lui cho bạn xem, tại mình để trong góc kẹt là nhà mình nhỏ quá. Đó, mình không có để cái cầm cái máy mình quay tới quay lui cho bạn xem được, bạn thông cảm mình nha, là mình chỉ quay được góc thôi. Đó, như lại mình quay qua bên kia thì cái lọc video nó khá là dơ, chút xíu nữa mình quay xong video này mình sẽ lấy cái lọc video đó mình đi vệ sinh mình rửa bạn. Đó thì mình nuôi cá lóc như vậy đó bạn, cá lóc cảnh hoặc cá lóc mồi như vậy ha. Có nhiều bạn hỏi mình sao mình nuôi mình cho cá mình nó ăn hay quá vậy, thì trước khi mình cho nó ăn thì mình cũng ghẹo chọc nó bạn, đó tương tác với nó vậy nè, đó cho nó dí theo mồi nó chạy qua chạy lại bạn, đó thì nó sẽ hợp tác với mình thôi. Đó bạn thấy không, đây nè, đó trước khi mình ăn thì mình cứ để vậy nè, đó mồi mình cứ cho chạy qua chạy lại vậy nè, đó chạy qua chạy lại vậy nè, cho nó đi theo cái mồi á thì nó sẽ từ từ nó sẽ ăn đó bạn. Cứ mỗi ngày mình cho nó ăn thì nó quen mình thôi, thấy mình tới giống như cái làm cái người cho nó ăn bạn, nó tương tác với nó thì nó sẽ quấn mình thôi bạn, nó rất là dễ bạn. Đó, rồi con nào mà nó không chịu ăn thì mấy bạn cứ cho nó nhịn đói khoảng 1-2 ngày đó ha, nó đói thì nó sẽ ra nó ăn thôi. Trước khi ăn các bạn đừng cho ăn liền nha, đó bạn cứ nhử nó vậy nè, đó nhử tên nó chạy tới chạy lui vậy đó. Mình thả thêm cục nữa nha bạn. Đó, thấy nè, ăn dùng chỉ. Đó, dành nhau ăn trong bạn ha. Đó, tại nên mình mở bóng đèn lên nó nhét quá, nó vô trong nó ăn không à. Chứ bình thường mình thả là nó ăn đây nè bạn. Đó, nó nước nó hơi đục, nó quậy, nó ăn quậy mà. Đó, chui trong hết rồi. Đó, thì cái chậu bà các bạn hỏi mình nó sao nó sống trong nước, thì chậu bà thì nó sống trong nước được nha bạn. Nó... nhưng mà các bạn phải có khi mà mình để chậu bà mình muốn mà cho vô cái hồ cá như vậy các bạn, đó thì mình phải đem vô nhà mình trồng ha, trồng khoảng thời gian đi đó mình mới bỏ hồ cá được nha, chứ tại nó đang ở quầy trước quầy nhiều quầy nắng nữa bạn, đó thì mình bỏ vô hồ cá vậy là sẽ chết nha bạn. Đó thì mình cũng mới học hỏi cái kinh nghiệm của mấy bạn thôi đó, chứ mà chậu bà mà các bạn từ quầy nắng quầy trời nắng mà các bạn hái vô các bạn bỏ hồ cá liền thì nó sẽ chết ha. Bạn phải đem vô nhà các bạn trồng ha, trồng khoảng 10 ngày 1 tuần gì đó cho nó quen với lại cái bóng mát các bạn đó, mình mới bỏ vô hồ cá được nha bạn. Nó có nhiều bạn hỏi mình nó sao mà các bạn bỏ vô hồ cá nó lại chết, còn mình thì nó đậu vẫn tươi xanh các bạn thấy không, nó vẫn tươi nữa các bạn thấy không. Hồ này mình tuy mình nuôi cá lâu rồi đó, hơi đàn ăn no đi đàn đó bạn thấy bụng không, nó không nóc luôn bạn, chắc mình không cho ăn nữa quá, con nào hôm nay bụng to rồi ha. Đó thì cái
cái video hôm nay ha, là do có mấy bạn hỏi thăm mình ha về mấy con cá lóc đồng ha, cái chuồng nuôi cá lóc đồng cộng đồng của mình đó bạn. Đó thì các bạn kêu mình quay cho bạn xem ha. Thì sẵn hôm nay mình cho nó ăn rồi mình chia sẻ cho các bạn ha những cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình ha. Đó, mình khi cho ăn hoặc là cái dụ cho nó ăn cho chó dạng gì đó. Đó thì đây cái kinh nghiệm riêng của bản thân mình ha. Mình thấy hay thì mình chia sẻ cho các bạn ha. Bạn nào thấy hay thì các bạn làm theo mình ha. Còn không hay thì các bạn góp ý ha, các bạn góp ý cho mình nha. Đó, chứ mình học hỏi kinh nghiệm thì mình thấy cái nào ok thì mình chia sẻ cho các bạn thôi. Đó, này cá lóc đồng ha, nuôi cũng khá là ok, cũng dạng cũng ăn. Tuy nhiên cá lóc cảnh thôi các bạn. Đó, con cá lóc nào ở dòng cá lóc này con nào cũng vậy ha. Tại mấy dòng cá lóc cảnh này nó đẹp, nó cao cấp hơn ha. Còn mấy con cá lóc đồng thì nó giá thành nó rẻ, nó không, với lại nó màu sắc nó không được đẹp bằng cá lóc cảnh ha. Nhưng mà các bạn tánh thì nó cá sơn căng, cá sơn mồi mà. Đó, con nào cũng giống như con nào thôi các bạn. Nó cũng khá là ăn ha. Tại vì nãy mình mở bóng đèn lên thì nó hơi quảng xíu các bạn. Nó không được hăng mấy chứ tắt đèn nó rất là hăng. Đó thì để hôm nào thì mình ăn cá này nó lớn nữa thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Với lại vài bữa nó con cá lóc bay xanh của mình đột biến á thì mình nói vậy nó hăng nó dạng lên á, mình thuần được nó rồi thì mình sẽ quay cho bạn xem ha. Đó, đây mấy cá lóc đồng. Đó là giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.